The Arena, dự án du lịch nghỉ dưỡng giải trí đầu tiên tại bãi dài Cam Ranh với hơn 30 tiện ích giải trí, nghỉ dưỡng đang là dự án hot nhất trên thị trường bất động sản. Nằm tại vị trí đắc địa liền kề sân bay quốc tế Cam Ranh, dự án The Arena có quy mô hơn 4.000 căn hộ condotel và 126 shop villa, trong đó hơn 3.300 căn hộ condotel đã được giao dịch thành công chỉ trong vòng 8 tháng. The Arena chính thức ra mắt sản phẩm shop villa tại vị trí độc nhất ngay trục trung tâm dự án, trên tuyến phố đi bộ sầm uất đầu tiên tại Cam Ranh. Mỗi shop villa tại phố đi bộ The Arena mang phong cách thiết kế hiện đại 3 tầng với hai mặt tiền rộng thoáng, đem đến không gian linh hoạt phù hợp cho mọi lĩnh vực kinh doanh. Shop villa tại phố đi bộ tại The Arena không chỉ thu hút du khách bằng các cửa hàng sầm uất, mà sức hút còn đến từ những hoạt động vui chơi giải trí không kể ngày đêm như lễ hội âm nhạc quy tụ những ngôi sao hàng đầu thế giới, những lễ hội thời trang ấn tượng, lễ hội võ thuật náo nhiệt, các hoạt động nghệ thuật, ẩm thực đường phố hấp dẫn khiến du khách không thể chối từ. Điều gì khiến The Arena thực sự nổi bật tại Cam Ranh? Đó là những tiện ích độc đáo chỉ có duy nhất tại The Arena. Phố đi bộ kết hợp mua sắm dài gần 300m. Khán đài có sức chứa 15.000 người sôi động ngày đêm. Đài nhạc nước gần 170m, nơi sẽ diễn ra show nhạc nước hoành tráng lần đầu tiên có mặt tại Cam Ranh. Bể bơi vô cực 3 tầng, nước khoáng, nước mặn và nước ngọt đầu tiên tại Việt Nam. Câu lạc bộ du thuyền 5 sao mang đến những trải nghiệm sang trọng và đẳng cấp bậc nhất dành cho du khách. Và đặc biệt nhất đó là bức tượng tình nhân Ali và Nino, một trong 10 tác phẩm điêu khắc danh giá nhất thế giới thế kỷ 21. Bức tượng được lấy cảm hứng từ chuyện tình lãng mạn và bi thương hai nhân vật Ali và Nino, nghệ sĩ Tamara Svetsigadze, đến từ Georgia, đã sáng tạo tác phẩm điêu khắc bằng thép mang tên Tượng Tình Yêu. Sau một ngày dài xa cách, cứ đến khoảng 7 giờ tối, bức tượng cặp tình nhân Ali và Nino sẽ chậm rãi chuyển động sát lại gần bên nhau. Các mảnh thép được thiết kế khéo léo để đan cài vào nhau, tượng trưng cho tình yêu khăng khít gắn bó của họ. Thế nhưng tất cả chỉ kéo dài trong 10 phút đồng hồ ngắn ngủi. Sau 10 phút, Ali và Nino lại rời xa nhau, mỗi người nhìn về một hướng, không còn chung đường cho tới tận 7 giờ tối ngày hôm sau. Ngoài những tiện ích độc đáo thu hút du khách, mô hình phố đi bộ kết hợp mua sắm The Arena như một mảnh ghép hoàn hảo cho khu vực bãi dài, vốn chỉ bao gồm các khu nghỉ dưỡng thuần túy, mang lại cơ hội sinh lời cao từ các hoạt động mua sắm của đa dạng các nhóm du khách. Nhóm khách nội khu của dự án The Arena với hơn 4.000 phòng, tối đa có thể phục vụ đến 8.000 khách một ngày. Các khách hàng có nhu cầu giải trí mua sắm của toàn bộ các dự án nghỉ dưỡng lân cận thuộc khu vực bãi dài với tổng số lượng lên đến gần 7.000 biệt thự và phòng khách sạn. Dự kiến, chủ đầu tư Vịnh Nha Trang sẽ tổ chức tuyến xe buýt kết nối trực tiếp từ trung tâm thành phố Nha Trang qua các dự án của chủ đầu tư đến sân bay quốc tế Cam Ranh. Tuyến xe buýt vừa mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm các tiện ích vui chơi giải trí, vừa tập trung các du khách có nhu cầu mua sắm đến với phố đi bộ The Arena. Không chỉ vậy, thống kê năm 2018, sân bay Cam Ranh đã đón hơn 5,4 triệu lượt khách. Phố đi bộ The Arena hứa hẹn cũng là điểm đến không thể thiếu của nhóm du khách đến sân bay quốc tế Cam Ranh. Tiện ích độc đáo, thiết kế ưu việt, chính sách bán hàng hấp dẫn, nhu cầu mua sắm lớn từ các nguồn du khách, shop villa tại phố đi bộ The Arena hứa hẹn sẽ là kênh đầu tư bất động sản vô cùng hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong năm 2019. The Arena, nơi mặt trời không bao giờ lặn, nơi đầu tư mãi mãi sinh lời.